Sáng ngày 7 tháng 6, bác sĩ Lưu Công Chính, trưởng phòng quản lý chất lượng, Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp Hà Nội cho biết, nữ bệnh nhân NHT 30 tuổi, chú tại xã Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội, bị xét đánh vào sáng sớm ngày 5 tháng 6, đã hồi tỉnh sau 2 ngày được cấp cứu tích cực. Theo bác sĩ Chính, sáng nay bệnh nhân đã nhận biết được những người xung quanh. Đây là một tín hiệu tích cực nhưng chưa thể đánh giá được các tổn thương sâu tiềm ẩn. Bác sĩ Chính nói, xét đánh giống như bỏng điện, sẽ có nguyên lý vào da và tổn thương sâu bên trong rất nguy hiểm. Những tổn thương ngoài da thì thường dễ đánh giá hơn. Bệnh viện đang liên hệ với các chuyên gia đầu ngành về bỏng tại Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trắc Hà Nội để hội trần liên viện đưa ra đánh giá cụ thể hơn. Trường hợp của chị T bỏng ra ngoài vùng mặt cổ ngực. Bệnh nhân đeo dây chuyền vàng tay và xét đánh bỏng đã in hình kim loại trên cổ. Qua trường hợp này, các bác sĩ cũng cho biết những đầu kim loại thường có sức hút với tia xét vì vậy, người dân hạn chế sử dụng trang sức, mang theo các vật dụng kim loại khi trời mưa, kèm theo sấm xét để phòng ngừa xét đánh. Trước đó, vào ngày 6 tháng 6, Phó sư Hải Hữu Tùng, giám đốc Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp Hà Nội cũng đánh giá, gia đình sơ cứu rất tốt cho nữ bệnh nhân Hà Nội bị xét đánh. Ông Tùng cho biết, ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, bệnh viện đã huy động sử dụng tất cả các phương tiện máy móc hiện đại như thở máy, lọc máu, hạ thân nhiệt để cấp cứu cho người bệnh các bác sĩ cũng áp dụng kỹ thuật hạ thân nhiệt để bảo vệ và cải thiện chức năng thần kinh trung ương cho những bệnh nhân sau ngừng tuần hoàn. Theo đánh giá của ông Tùng, đây là một trường hợp được gia đình sơ cứu rất tốt. Bệnh nhân ngừng tuần hoàn ngay sau khi bị xét đánh, nhưng người thần vẫn tích cực, ép tim ngoài lồng ngực kèm theo thổi ngạt đã giúp người bệnh có cơ hội được cứu sống. Nếu sơ cứu sai, ngừng tuần hoàn quá lâu, bác sĩ sẽ không thể cứu được người bệnh. Theo các bác sĩ, xét là hiện tượng thời tiết rất nguy hiểm, có thể gây ra rất nhiều thiệt hại về người và tài sản, Mỗi năm, Việt Nam ghi nhận hàng trăm trường hợp bị xét đánh tử vong. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa ý thức được đầy đủ về sự nguy hiểm của sấm xét và các biện pháp phòng tránh. Khi gặp người bị xét đánh, nếu nạn nhân hôn mê, cần kiểm tra xem có thở hay không. Nếu ngừng thở, cần phải tiến hành hồi sức tim phổi ngay lập tức. Bước 1. Đặt nạn nhân nằm ngửa, đè cổ ngửa tối đa, nới rộng quần áo, thắt lưng cả vạt. Bước 2. Ép tim ngoài lồng ngực, đặt hai tay lên vị trí ngang giữa ngực, và ép sâu 3 đến 5 cm với tần số khoảng 100 lần trong một phút và thực hiện ép 30 lần. Bước 3, hà hơi thổi ngạt, dùng tay bịt mũi nạn nhân. Miệng ngậm kín miệng của nạn nhân, thổi một hơi dài rồi buông ra để nạn nhân thở bình thường. Thực hiện 2 đến 3 lần rồi tiếp tục ép tim. Hành động sơ cứu thực hiện liên tục cho tới khi có sự hỗ trợ của nhân viên y tế. Với trẻ nhỏ, các bước sơ cứu sẽ làm chậm hơn theo các chuyên gia y tế xét đánh thường gây tổn thương rất nặng cho cơ quan trong cơ thể như tim da và cơ vân hệ thần kinh khi gặp mưa rông sấm sét, việc xử lý kịp thời và đúng cách có thể tránh được những rủi ro không đáng có từ đó có thể giảm thiểu mất mát về người cũng như thiệt hại về vật chất tiến sĩ nguyễn xuân anh viện vật lý địa cầu viện hàn lâm khoa học công nghệ việt nam cho biết việt nam nằm trong tâm rông của châu á là một trong ba tâm rông trên thế giới có hoạt động rông xét mạnh số ngày rông trung bình ở Việt Nam khoảng 100 ngày trên một năm và số giờ rông trung bình là 250 giờ trên một năm. Trong một năm, Việt Nam có tới 2 triệu cú xét đánh xuống đất. Một số địa phương rông xét xuất hiện nhiều như Cổ Dũng Hải Dương, huyện Đông Anh, Hà Nội, Thăng Bình, Quảng Nam, Đồng bằng sông Kiều Long. Hàng năm, số người tử vong vì xét đánh ở Việt Nam vẫn luôn ở mức cao so với khu vực. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh cho biết, xét đánh có thể gây thương tích bằng những cách thức sau đây. Xét đánh thẳng vào vị trí nạn nhân từ trên đám mây xuống. Khi nạn nhân đứng cạnh vật bị xét đánh, xét có thể phóng qua khoảng cách không khí giữa người và vật. Trường hợp này gọi là xét đánh tạt ngang. Xét đánh khi nạn nhân tiếp xúc với vật bị xét đánh hoặc người bị tiếp xúc với mặt đất ở một vài địa điểm khi xét lan ra trên mặt đất. Xét lan truyền qua đường dây cáp với các vật như điện thoại, tivi, ổ cắm, dây chuyền, kim loại. Xét đánh thẳng là nguy hiểm nhất. Cứ 10 người bị xét đánh thẳng thì có tới 8 người tử vong. Khi xét đánh xuống cây thì một tia xét có thể giết chết ngay vài người xung quanh. Độ nguy hiểm sẽ phụ thuộc vào bản chất của biệt bị xét đánh và vị trí của đối tượng nạn nhân. Trong một số trường hợp, năng lượng thế xét không tiêu tán ngay tại chỗ mà truyền vào mặt đất. Trong tình huống, nạn nhân đứng trên đường truyền có thể bị liệt. Theo nguyên lý, khi một người nào đó bị xét đánh, điện sẽ truyền vào người, dòng điện càng mạnh sẽ càng nguy hiểm. Nếu nạn nhân đang tiếp xúc với các chất dẫn điện như chất lỏng hay kim loại khi bị xét đánh thì dòng điện được dẫn vào người sẽ càng nhanh. Vì xét luôn chọn con đường đi nhanh nhất tới mặt đất Vậy, xét đánh nguy hiểm như thế nào? Thạc sĩ bác sĩ Vũ Thị Tuyết Mai Bộ Y tế cho biết, xét đánh thường gây tổn thương rất nặng cho cơ quan trong cơ thể như tim, da và cơ vân hệ thần kinh. Khoảng 30% nạn nhân bị xét đánh sẽ tử vong do tim ngừng đập. Những người bị xét đánh thường bị tổn thương vĩnh viễn ở não. Bên cạnh đó có thể gây giật điếc hoặc mù nếu chậm được phát hiện và cấp cứu tại chỗ, trường hợp nặng có thể dẫn tới tử vong. Những trường hợp sẽ bị xét đánh nhất bao gồm những người lang thang ở nơi rộng rãi, quang đãng khi đổ mưa xuống, sẽ xuất hiện trước và trong thậm chí là sau cơn mưa. Nhưng nơi có đất rộng rãi, quang đáng như đồng, sân gôn hay bãi đô xe đều là địa điểm yêu thích của những tia sét. Bởi lúc này bạn sẽ vô tình là vật thể cao nhất ở khu vực đó. Khi mặt đất nhận lượng cảm ứng phát sinh dòng điện từ đám mây rông trên những vật thể cao chót vót sẽ tập trung đổi hướng điện tích cảm ứng, có khả năng hút sóng điện mạnh. Chính vì thế nó sẽ hút tia điện một cách dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, đứng trú ở bóng cây to cũng không phải là lựa chọn tốt bởi nguyên lý như đã nêu ở trên, chiếc cây cao có thể hút tia điện và gây hại cho bạn. Cầm mô hay đứng gần các vật liệu kim loại. Xét là một dòng điện cực mạnh và kim loại lại dẫn điện rất tốt. Dòng điện này có cường độ từ vài chục nghìn tới hơn 1 triệu V. Khi phóng tia lửa điện, nhiệt độ tia lửa điện do xét gây ra có thể lên tới hàng nghìn độ C. Tốt nhất, bạn hãy tránh xa những vật dụng như xe đạp, xe máy, hang dao sắt, quốc, liềm vì chúng dẫn điện rất tốt. Ngoài ra việc cầm ô cũng được coi là một cột thu xét do chứa kim loại. Sau đó khi trời mưa có sấm xét, bạn đừng dại cầm ô ra đường. Đi bơi ở sông, suối hay bể bơi. Giống như kim loại, nước cũng là một chất dẫn điện cực tốt. Nếu không muốn mình bị cháy đen thui thì bạn đừng nên đi bơi ở thời điểm sông và sấm xét. Đứng gần cửa sổ, cửa ra vào hay nằm trên mặt đất. Nếu bạn nghĩ mình hoàn toàn an toàn khi ở nhà nên thỏa sức ra cửa sổ ngắm. Nhưng sự thật là, việc đứng gần cửa sổ, cửa ra vào cũng không thực sự an toàn. Chưa hết, bạn tuyệt đối không nên được nằm duỗi thẳng chân trên, trên mặt đất. Bạn phải hạn chế tối đa sự tiếp xúc giữa mặt đất để giảm lượng điện tích tụ xuống dưới đất qua cơ thể. Đi tắm xem TV và sử dụng điện thoại khi trời mưa rông bão. Khi trời rông sét nếu sử dụng điện thoại cố định có dây sẽ rất nguy hiểm, sẽ có thể thâm nhập vào đường dây điện, cáp điện thoại và lan truyền khoảng cách xa. Tốt nhất nhớ tắt nguồn hoặc rút dây điện cắm, dây sạc của các thiết bị di động, tránh bị sét đánh theo con đường này. Bên cạnh đó, đường ống nước có thể là nhựa, nhưng cũng có một vài địa điểm là đồng. Chính vì vậy, việc đi tắm ở thời điểm sấm xét đung đung không phải là ý kiến hay. Bởi rất có thể bạn sẽ vô tình tự biến mình thằng mồi ngon cho thần xét. Vậy, tránh xét đánh như thế nào? Lên kế hoạch trước, bạn cần phải nghe dự báo thời tiết. Khi nghe bản tin dự báo thời tiết để lên kế hoạch về việc phòng ngừa. Khi làm việc ở khu vực nào đó, để ý các nơi có thể cư trú và tránh xét an toàn. Phải tính được thời gian từ chỗ làm việc đến nơi an toàn. Thường thì cơn rông sẽ kéo đến rất nhanh trong vòng 15 phút và di chuyển vận tốc 40 km trên giờ. Nói chung, khi đang ở nơi không an toàn thì cần phải để ý đến các dấu hiệu của rông như bay đen, không khí lạnh và gió. Thực hiện quy tắc nhìn và nghe. Khi xét xảy ra, thoạt tiên, ta sẽ thấy tia chấp lóe lên và sau đó có tiếng sấm kèm theo. Nếu bạn tính được khoảng thời gian từ lúc tia chấp lóe lên và lúc nghe thấy tiếng sấm có thể xác định được khoảng cách từ nơi xét xảy ra. Chia số dây cho ba, ta được khoảng cách đến tia xét. Ví dụ, đếm được 3 giây thì xét cách vị trí đứng là 3 chia 3 bằng 1 km. Nên nhớ rằng nếu như khoảng thời gian bạn đếm được từ khi thấy chấp và nghe tiếng sấm nhỏ hơn 30 giây thì bạn đã nằm trong tầm ngắm của tia xét rồi đấy. Hãy cẩn thận. Nếu thời gian này nhỏ hơn 20 giây thì cần phải di chuyển đến nơi an toàn ngay lập tức. Khi nghe tiếng sấm đầu tiên bất kể là gì thì cũng cần phải thấy nguy hiểm đã đến. Xét có thể đánh cách xa nơi có mưa tầm 15-20 km tránh xét đánh ngoài trời trong trường hợp không kịp chạy trốn tìm nơi ẩn náu an toàn tuyệt đối không nên trú mưa tại cây cối tránh những khu cao ở xung quanh tránh những khu vật có kim loại như xe đạp xe máy hàng rào sắt hãy tìm nơi khô ráo nếu xung quanh có cây cao hơn thì nên tìm chỗ thấp tìm vị trí cây thấp người ở vị trí càng thấp sẽ càng tốt tay ôm cổ phần tiếp xúc của người với mặt đất là ít nhất bạn hãy nhón chân tuyệt đối không được nằm xuống đất